Không biết bút gì mà vuốt trái iPad chụp được ảnh màn hình, táp đầu bút để thoát ứng dụng, hiển thị phần trăm pin của bút, nhận diện được chữ viết tay và các thao tác viết chữ, nghiêng đầu bút để thay đổi độ dày của nét vẽ, bút lướt đến đâu là mượt đến đó và gần như không có độ trễ. Chưa kể còn chống tì đè tay khi vẽ tranh trên Procreate hoặc iBis Pen X, đồng thời viết chữ trên ứng dụng ghi chú GoodNotes mượt mà luôn. Cảm ứng nhạy ơi là nhạy, còn hít được vào iPad nữa nè. Nhưng giá chỉ bằng 1/3 bút Apple Pencil thôi đó. Nếu chỉ cầm hai cây viết này trên tay ngay từ lần nhìn đầu tiên nha. Theo bạn cây nào là cây bút Apple Pencil chính hãng, giá khoảng 3,5 triệu, còn cây nào là cây bút cảm ứng công nghệ Việt Nam mình? Bạn hãy comment bên dưới cho Chi biết ý kiến của bạn nha. Và chủ đề chính hơi nào, Chi vừa phát hiện được một em bút cảm ứng dành cho iPad siêu xịn luôn nè cả nhà. Bút này từ nhà Chill with Teddy Shop, còn gửi kèm thư cảm ơn và phiếu bảo hành kỹ lưỡng lắm. Hộp thì chắc chắn. Chi đang dùng bút phiên bản 2.0 dành cho các dòng bút iPad từ năm 2018 trở đi. Cùng Chi mở hộp này ra nha. Ngoài bút ra thì bên trong hộp còn được tặng kèm một sợi dây sạc máy, một túi da đựng bút tránh chảy xước và một tờ hướng dẫn sử dụng bút có cả tiếng Anh và tiếng Việt nữa nè. Bút Chill with Teddy còn được bảo hành chính hãng 1 năm đổi 1. Thông tin chi tiết bút Chill with Teddy Pencil 2.0 bạn tham khảo thêm tại đường link Chi để bên dưới video này nha. Bên dưới sẽ là cây bút cảm ứng với thiết kế được xem là bản copy của Apple Pencil. Chỉ thấy bút cầm khá là chắc tay và mịn. Trên đầu bút có khắc tên của hãng bút, đầu ghim sạc và đèn nháy khi kết nối Bluetooth nữa nha. Ngòi bút làm từ nhựa cao cấp nên chỉ tin rằng sẽ bảo vệ được màn hình tránh rầy xước, đồng thời sẽ cho mình một trải nghiệm viết và vẽ chân thực. Đầu bút này thay thế được á nha cả nhà. Để Chi mở ra cho mọi người xem bên trong ngòi bút có gì nha. Thao tác đóng mở đầu bút thì khá dễ dàng nè. Bên cạnh đó, chúng mình còn được tặng kèm một ngòi bút thay thế vì khi viết một thời gian sau, ngòi nhựa bên ngoài sẽ bị mòn dần nên việc thay ngòi khác là một điều cần thiết đúng không nào? Ngòi thay thế đựng trong một ô nhỏ có băng dính như thế này trông gọn gàng và tránh bị rơi rớt. Hộp đựng bút khá chắc chắn và dễ thao tác nha cả nhà. Bây giờ Chi sẽ gỡ miếng băng dính này ra cho cả nhà xem bên trong như thế nào nha. Còn miếng nhựa này dùng để che đi ổ sạc của bút á. Lúc đầu là gắn trên thân bút như thế này nè, nhưng Chi dùng cũng khá nhiều và sợ bị rớt mất nên Chi cất nó vào trong hộp luôn. Đây có thể coi là một điểm trừ của bút á nha. Có bạn nào có tính hay bất cẩn giống Chi không thì comment bên dưới cho Chi biết với nha. Khi đi ra ngoài, Chi hay cho bút vào trong túi da được tặng kèm này nè, dùng để bảo vệ bút, tránh va đập với các vận dụng khác trong túi. Còn đây là dây sạc Type-C được tặng kèm theo bút nữa nè. Nói chung là combo này khá xịn á. Quay trở lại với câu hỏi lúc đầu video nha, bạn có đáp án cho mình chưa? Nếu chỉ nhìn về ngoại hình, Chi đố bạn biết bút nào là bút Apple Pencil, bút nào là bút cảm ứng CWT Pencil 2.0 nè. Và đây chính là đáp án. Điểm khác biệt sẽ thấy rõ nhất khi quay mặt bút lại nè. Công nhận cả hai bút nếu chỉ nhìn sơ qua mặt lưng thì trông giống nhau thật ha. Về ngoài bút thì đầu bút Apple Pencil Chi đã dùng được một thời gian khá dài rồi nên đầu bút hơi mòn và lỏng, đóng không có sát thì bút cũng hơi ngã vàng một tí. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì Apple Pencil vẫn dùng ngon lắm á nha. Bút Apple Pencil có thể hít được vào cạnh lưng của iPad. Để Chi test thử với bút CWT này xem sao nha. Hít chặt tương tự như bút Apple Pencil luôn. Bây giờ Chi sẽ vào review chi tiết khi sử dụng bút như thế nào nha. Đầu tiên bạn vào cài đặt và mở Bluetooth. Để mở bút, bạn chạm nhẹ lên đầu tròn của bút. Đầu bút sẽ cảm ứng và lên đèn màu xanh. Bạn sẽ thấy iPad hiện lên tên bút. Ấn chọn kết nối và đồng ý. Vậy là kết nối xong rồi đó, quá đơn giản đúng không? Chi sẽ thử tính năng Scribble, nhận diện chữ viết tay trực tiếp ngay trong mục cài đặt. Xem bút CWT này có nhạy như Apple Pencil không nha. Trời ơi, viết được thiệt cả nhà ơi. Cảm ứng nhận diện chữ viết tay y như Apple Pencil luôn. Chi sẽ viết thử hết 4 tính năng còn lại cho cả nhà tham khảo kỹ hơn nè. Tính năng tô đen để xóa, Chi thấy ổn áp nha. Tính năng chọn cũng ngon nha. Quẹt ngang hay khoanh tròn một cái là ăn liền luôn. Tính năng chèn khi đè bút lên màn hình cũng xịn đó nè. Chi thử quẹt bút viết chữ xấu thì vẫn nhận diện được chữ chính xác nha. Tính năng nối này cũng khá nhạy nha, quẹt tới đâu là ăn tới đó luôn nè. Có một điểm mà Chi thấy khá thích ở bút này đó chính là hiển thị phần trăm pin ngay trên màn hình iPad. Chúng mình có thể theo dõi dung lượng pin trên công cụ widget này luôn. Đây là bút nội địa đầu tiên và duy nhất có được tính năng này tính tới thời điểm hiện tại đó. Để hiển thị widget thì bạn hãy kiểm tra bút đã kết nối Bluetooth hay chưa. Sau đó chạm nhẹ lên màn hình để thiết kế. Tiếp đến lướt thanh công cụ phía tay trái và chọn pin. Sau đó chọn thiết kế widget mà bạn thích và thêm tiện ích, bạn hoàn toàn có thể thay đổi vị trí của widget này trên khắp màn hình iPad luôn nha. Hiện tại thì Chi vừa kết nối, bút còn full 100% pin nè. Nãy giờ thì Chi đang dùng miếng lót màn hình Paperlike chống chói để test bút. Tiếp đến Chi sẽ test các cử chỉ thông minh tương tự như của bút Apple Pencil, như left corner swipe bút sang cạnh trái của iPad để chụp ảnh màn hình và right corner swipe bút cạnh phải để ghi chú nhanh. Chi thấy cả hai tính năng này đều xịn nha, cho 10 điểm. Z
giờ Chi sẽ vào ứng dụng ghi chú để test đầu bút kỹ hơn. Nghe nói bút này cảm ứng độ nghiêng ngòi bút để Chi thử test một cách viết thẳng đứng, một cách viết nghiêng bút xem như thế nào ha. Bạn có thể thấy khi nghiêng đầu bút thì nét viết sẽ dày hơn lúc viết thẳng đứng nè. Bạn có thể dùng tính năng nhận diện chữ viết tay ở bất kỳ ứng dụng nào có hỗ trợ trên iPad luôn nha. Bút cảm ứng này thì khá nhạy, chỉ viết chữ nhanh hay nghịch ngoạc thì bút vẫn theo kịp và vẫn nhận diện được nét chữ nè. Vẽ hình trên ứng dụng ghi chú cũng được luôn nha. Cái này là Chi vẽ linh tinh tùm lum thôi. Để Chi thử test vẽ các hình toán học cho bạn xem nha. Đây là các hình mà máy có thể nhận diện được nè. Bạn đã thử qua hết chưa? Một tính năng nổi trội của bút mà Chi khá ưng ý đó chính là tích hợp tính năng Double Tap giúp thoát khỏi ứng dụng đang dùng và chuyển sang menu lịch sử ứng dụng, và One Tap để thoát khỏi ứng dụng đang sử dụng về ngay lại màn hình chính chỉ với thao tác chạm đầu bút. Nghe nói bút CWT có chế độ Auto Sleep tự động ngắt điện và Bluetooth sau 5 phút giúp tiết kiệm pin và tăng tuổi thọ của bút. Để Chi đặt đồng hồ xem có đúng như vậy không nha. Bạn chú ý vào đèn màu xanh Bluetooth nha. Bên cạnh đó, bút còn tích hợp công nghệ sạc nhanh 60 phút, có thể dùng liên tục lên đến 10 tiếng lận đó, đỡ mất thời gian sạc đi sạc lại khi phải mang bút ra đường nè. Chưa kể bút còn được bảo hành chính hãng 1 năm đổi 1. Thông tin chi tiết bút CWT Pencil 2.0 bạn có thể tham khảo thêm tại đường link Chi để dưới video này nha. Vậy là sau 5 phút thì đúng là bút tắt điện thiệt nè cả nhà ơi, tự ngắt kết nối Bluetooth luôn á, nên lúc này là lướt cảm ứng hết được rồi nha. Sau đây Chi sẽ test bút ở các ứng dụng vẽ nè. Đầu tiên là ứng dụng Procreate. Có một điểm khác biệt so với Apple Pencil đó chính là bút CWT này không cảm ứng lực ấn bút, tức là độ đậm nhạt của bút khi mình ấn vào màn hình. Vì thế không thể viết hoặc vẽ nét thanh nét đậm được nha cả nhà. Khi test bút thì chỉ thấy bút hầu như không có độ trễ, lướt đến đâu là đi đến đó. Tiếp tục qua ứng dụng Ibis Pen X, bút vẫn khá nhạy, lướt nhanh nét vẽ vẫn theo tay, giúp bạn vẽ phác thảo ok lắm nha. Ứng dụng cuối cùng là GoodNotify, Chi sẽ viết thử bằng cả ba đầu bút có sẵn trong ứng dụng cho bạn xem nha. Để Chi chuyển sang giấy kẻ ô ly cho tụi mình dễ nhìn hơn nè. Bút chống tì đè khá tốt nha cả nhà, Chi đang tựa cả bàn tay vào màn hình luôn á, nhưng mà vẫn không bị loạn cảm ứng nè. Quên nữa, để Chi viết thử trên lớp Paperlike có độ sần như giấy thật cho cả nhà xem nha. Vì máy của Chi đã dán sẵn cùng lực rồi, bây giờ lót thêm một miếng Paperlike nữa nên sẽ khiến màn hình bị dày hơn so với bình thường á. Tuy nhiên bạn có thể thấy thì bút CWT này khi viết vẫn rất ăn màn hình và nét bút khá mượt, không bị đứt nét. Khi lướt bút có thể zoom in and zoom out sticker, hình dáng vẫn ok nha. Các công cụ khác trong GoodNotes xài đều ok hết nha cả nhà. Giờ mình sang vẽ tranh nha, Chi sẽ thử đồ lên trên bức tranh vẽ này cho các bạn tham khảo nha. Nét vẽ khá mượt, vẽ êm tay lắm nè. Nãy giờ thì Chi test bút qua mấy ứng dụng luôn á, nhưng mà bút chỉ mới sụt có 7% thôi, còn 93% này cả nhà. Thời lượng pin như vậy thì Chi thấy khá ổn cho vẽ vời và ghi chú nha. Giờ dùng xong rồi mình tắt bút đi hơn nè. Bạn chạm và giữ nhẹ ở đầu tròn của bút để tắt đi nha. Sau khi tắt xong thì iPad cũng tự động ngắt kết nối Bluetooth. Thông tin sản phẩm Chill with Teddy Pencil 2.0 Chi sẽ để dưới video này. Bạn có thể tham khảo và tậu ngay cho mình một em bút xịn sò. Cảm ơn bạn đã xem hết video này và nhớ đón chờ thêm nhiều video khác của Chi nữa nha. Bye bye.